Xin chào các bạn đang xem kênh Si Review. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thay đổi mật khẩu Wi-Fi trên model TP-Link. Thì đầu tiên mình cũng sẽ vào cái phần Wi-Fi của mình ở đây. Thì các bạn có thể thấy này, ở cái phần chỉ chuột này của mình, đây là có cái Wi-Fi VIP 2 và đã đang kết nối. Thì đây chính là cái Wi-Fi được kết nối từ cái model TP-Link của mình. Thì bây giờ thì mình sẽ thoát ra ngoài và hướng dẫn mọi người cái cách thay đổi mật khẩu trên cái Wi-Fi của TP-Link. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cái app Google Chrome. Sau đó thì các bạn sẽ kích cho mình một cái tab mới, các bạn chọn vào cái thẻ mới này này. Đó. Thì nó sẽ ra một cái tab mới chưa truy cập vào đâu, thì các bạn sẽ kích vào đây. Các bạn cái web của TP-Link đó chính là 192.168 nha các bạn. .0.1. Đó, thì mình vừa mới gõ đầy đủ tất cả cái web ra, thì các bạn nên lưu ý là các bạn không nên gõ theo những cái link gợi ý sẵn ở đây. Các bạn cứ nó ngắn thì các bạn cứ gõ cả ra nhé. Rồi sau đó mình truy cập vào. Đó, thì ở đây rất đơn giản. Đó, mình đã đưa được vào đến cái trang chủ của web TP-Link rồi. Thì ở đây các bạn sẽ đăng nhập vào. Thì cái mật khẩu này nó cũng mặc định thôi, các bạn chọn admin cả tài khoản lẫn mật khẩu nhé. Rồi bên dưới này cũng thế, chữ thường. Sau khi mà nhập đủ rồi, các bạn sẽ đăng nhập vào. Đó, vậy là mình đã vừa mới đăng nhập vào cái web của cái TP-Link. Thì các bạn có thấy ở đây không? Ở đây, mình sẽ zoom lên to một chút nha các bạn. Thì sau khi vào đây, các bạn sẽ vào cái phần mạng không dây này. Đây, cái phần chỗ chuột mình chỉ này nha các bạn. Đó. Các bạn sẽ kích vào cái mạng không dây. Đó, thì ở đây sau khi kích vào mạng không dây, các bạn thấy này, mình đây chính là cái VIP 2 mà vừa xong mình vừa bảo ấy. Đó, thì ở đây là cái phần này nó cũng chưa phải là phần đổi mật khẩu đâu nha các bạn. Đó, thì ở đây là mình đăng vào cái phần tên thôi. Đó, thì sau khi như này rồi, các bạn sẽ sang cái phần này. Ở cái phần dưới này có phần là bảo mật mạng không dây này. Đó. Đó, thì ở đây mới chính xác ra là cái phần mà các bạn cần đổi nhé. Đổi mật khẩu, các bạn vào cái phần bảo mật mạng không dây ở đây, chỗ mình chỉ này. Rồi ok, thì mình sẽ cho khuất cái phần bảo mật mạng không dây nhé. Mình sẽ cho ra chính giữa này, phần mình đổi. Thì đây, đây chính là cái mật khẩu mà mình cần đổi này. Đó. Thì nhưng mà ở trong này thì nó lại không có phần là đổi tên nha các bạn. Thì mình sẽ muốn đổi cả tên, thì mình sẽ quay lại đi, quay lại phần mạng không dây. Đó, thì mình sẽ đổi tên trước ở đây. Rồi mình sẽ đổi tên đi, mình sẽ cho nó về thành tên mặc định đi. Đó, thì mình vừa mới đổi cái tên hơi một chút mặc định, nhưng mà mình sẽ đặt như này. Rồi sau khi như này rồi thì các bạn sẽ kích và lưu. Đấy là phần đổi tên, nhưng mà mình muốn đổi cả phần mật khẩu nữa. Thì ở đây các bạn chỉ cần vào đây, kích vào mật khẩu này. Đó, thì mình nghĩ cái mật khẩu này thì mình cũng, nếu mà bạn nào muốn đổi thì cũng dễ thôi. Của mình thì mình sẽ để nguyên này, vì đây là cái video hướng dẫn nên mình sẽ không thay đổi cái mật khẩu này nữa. Nhưng mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn cũng chỉ cần kích vào, sau đó thì
đổi cái gõ cái mật khẩu mới của các bạn vào, và các bạn kích vào lưu này là sẽ sau đó thì app web sẽ down ra và sẽ thay đổi được. Thì ở đây mình sẽ không đổi cái mật khẩu này nữa vì mình cũng chưa có mục đích thay đổi cái mật khẩu này. Rồi giờ thì mình sẽ quay ra thôi, mình quay ra đến cái phần đổi tên đi, vì mình mục đích mình muốn đổi tên thì mình vào đây, đây là tên vừa xong mình đổi nhưng mà do mình chưa lưu nhé, mình sẽ đổi lại. Rồi mình sẽ đổi thành cái tên này thôi. Thì giờ các bạn chỉ cần kích lưu thôi thì bất kỳ bạn các bạn thay đổi gì thì cũng sẽ bị out khỏi cái wifi của bạn. Giờ thì mình sẽ kích lưu, thì kể cả khi các bạn đổi tên xong các bạn quay sang đổi mật khẩu thì cũng kích vào lưu là sẽ được nhé. Mình đã kích vào đó, các bạn đợi một chút mình zoom lại đó. Vậy là hình như là nó đây, các bạn thấy trên này của mình chưa, trên cái thanh công cụ trên màn hình này của mình đã bị out cái wifi TP-Link ra rồi, lúc nãy là VIP 2 ấy. Giờ thì mình thử ra ngoài đi. Đó, mình sẽ thoát ra ngoài và vào phần wifi của mình xem đã đổi được về tên chưa. À đây rồi các bạn. Đó, thì trên này là cái wifi biển này, là cái kết nối từ cái model Viettel. Thì sau khi mà mình đã out cái TP-Link ra thì mình đổi tên cái TP-Link nhé, thì mình out ra thì cái TP-Link này đã đẩy cả mật khẩu của mình ra rồi nên mình không còn kết nối được nữa, thì nó sẽ tự động kết nối sang cái wifi bất kỳ nào khác mà mình đang có kết nối đó. Thì bây giờ mình sẽ vào lại cái TP-Link này đi. Đó, mình vì vừa nãy mình cũng không đổi mật khẩu nên bây giờ mình vẫn cứ nhập mật khẩu bình thường thôi đó. Còn nếu mà các bạn đổi mật khẩu thì các bạn sẽ nhập luôn cái mật khẩu mới của các bạn nhé. Đây mình sẽ nhập này. Đó, mình kích vào. Rồi, cái mật khẩu này nó hơi sương sương vì cái khu vực mình thì mình cần có một chút bảo mật cao, thì tỷ lệ hack wifi cũng nhiều nên mình sẽ cài nó hơi rích rắc một tí. Ok, thì sau khi như này rồi thì mình sẽ kết nối. Đó, các bạn đợi một chút để nó kết nối. Đó, vậy là các bạn thấy chưa, đây vừa xong thì mình đã vừa mới thay đổi tên thôi. Đấy, và mật khẩu thì mình cũng đã đưa các bạn đến cái phần là bảo mật mạng không dây ấy, đó là cái phần đổi mật khẩu. Còn phần mạng không dây là đổi tên, thì mình vừa mới đổi tên xong thì mình đã kết nối lại thì cũng đã ok rồi. Đó, thì cái video của mình hướng dẫn mọi người cái cách đổi tên và đổi mật khẩu wifi trên cái model TP-Link đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào các bạn.